lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà khoe hình ảnh của hai con trai. Lâu rồi người hâm mộ mới thấy Richard và Mason xuất hiện trên trang cá nhân của Tăng Thanh Hà. Mới đây, Tăng Thanh Hà đã cập nhật hình ảnh của hai quý tử Richard, con trai cả, và Mason, con trai út, lên phần nhật ký tài khoản Instagram. Lâu lâu mới xuất hiện, cậu út nhà nữ diễn viên này đã lớn hơn rất nhiều, có thể tung tăng chạy nhảy, chơi đùa trên phố cùng anh trai. Trong khi đó, Richard cực kỳ ra dáng anh lớn, luôn kề cận bên em trai, dùng đồ chơi tạo bong bóng khiến cậu bé thích thú. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà vẫn giữ thói quen không để lộ mặt con trai út và chỉ quay góc nghiêng của con trai lớn. Trước đây, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ rằng, Mason lớn rất nhanh, là một cậu bé đáng yêu, tình cảm với mẹ. Thỉnh thoảng, khi ngủ cùng mẹ, cậu nhóc sẽ ngồi dậy gọi mama, khiến nữ diễn viên tan chảy. Sau hơn 10 năm hôn nhân, tổ ấm của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn đã có ba thiên thần nhỏ là Richard, 8 tuổi, Lo, 6 tuổi, và Mason, 1 tuổi. Theo dõi cuộc sống của Tăng Thanh Hà, nhiều khán giả ngưỡng mộ cô trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Ba nhóc tỳ nhà nữ diễn viên đều được gọi là Trikic vì xuất thân hào môn, nhưng vợ chồng cô lại rèn cho con tính tự lập từ nhỏ thông qua những việc thường ngày như tưới cây, chăm vườn, làm đồ ăn sáng, rửa bát. Các bé cũng được tiếp xúc với sách từ nhỏ nên hiện tại cả Richard và Claude đều rất thích đọc sách, tự tìm tòi kiến thức qua sách vở. Thỉnh thoảng, vợ chồng Hà Tăng sẽ đưa các con đi hoạt động thể thao ngoài trời, trải nghiệm các hoạt động thực tế khác để phát triển về thể chất và có nhiều hiểu biết hơn về cuộc sống. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.